Đến với Mimin Tarot, mình ở đây để trải trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Đây là dự đoán tháng 12 dành cho các bạn cung nước song ngư cự giải bảo cạp. Chúng ta bắt đầu với song ngư. Đầu tiên thì mình thấy là cái sự kiện nổi bật trong tháng này có thể liên quan đến công việc. Công việc của bạn ấy, bạn sẽ có được cái sự gọi là mọi thứ nó được thoải mái như ý muốn của bạn. Nó rất là tốt, nó nói chung là các bạn có hai lá mặt trời. Nói chung là bạn sẽ rất là vui vẻ. Bạn sẽ rất là vui vẻ, sẽ cảm thấy rất là hài lòng trong công việc. Chúng ta đến, đấy là cái sự kiện chủ yếu trong tháng này. Đầu tiên là về công việc. Công việc thì mình thấy là dường như là mình thấy rất là nhiều cung có cái năng lượng rất là ổn ở trong cái tháng 1, không bị ăn hành, mọi thứ nó thoải mái. Và song ngư cũng là một trong những cung như thế. Các bạn làm công việc mà bạn yêu thích, bạn có được tiền bạc, tài chính như ý muốn của bạn. Và có thể ở thời điểm hiện tại, khi mà bạn xem trải bài này, thì mọi thứ nó chưa có chuyển biến gì nhiều, nhưng mà sắp tới đây á, mọi thứ nó sẽ diễn biến rất là nhanh đấy. Và cái khoảng thời gian tiếp theo bây giờ, từ bây giờ cho đến khoảng thời gian tiếp theo, nó là cái khoảng thời gian cực kỳ là may mắn cho bạn. Bạn sẽ có được cái đờ săn, những cái sự vui vẻ, ăn mừng ở trong công việc. Đối với một số bạn thì có thể là các bạn sẽ có cái sự di chuyển, nhận được tin. Đối với những bạn nào mà mong muốn đi nước ngoài này, hay là du học này, thì mình thấy là các bạn sẽ nhận được cái tin mừng, tin vui vẻ mà các bạn mong đợi. Đó là có thể các bạn sẽ ra nước ngoài. Và ở đây lời khuyên dành cho bạn đó là mọi thứ nó đã diễn ra rất là nhanh rồi, cho nên là khi mà bạn tận hưởng được cái khoảng thời gian nghỉ ngơi lúc nào á, thì phải tận hưởng, tận dụng nó hết công suất đi. Và hãy trung thành với những cái điều mà bạn yêu. Tức là nếu như mà thời điểm hiện tại mọi thứ nó chưa được rõ ràng ấy, thì đừng lo, sắp tới mọi thứ nó sẽ chuyển đổi cực kỳ là nhanh chóng đó. Năng lượng này rất là giống một cái cung lúc nãy mà mình làm, mà mình không nhớ được là cung nào. Có thể bạn có thể xem cung đấy, có thể đó là cung nhà khác của bạn chẳng hạn. Và có một cái big happy change, một cái sự thay đổi rất là lớn sẽ đến trong cuộc sống của các bạn với hai lá bài này. Thì mình khẳng định là sẽ có một cái điều gì đấy rất là vui trong công việc. Ok, chúng ta đến với tình cảm của song ngư nha. Tình cảm của song ngư đối với những bạn độc thân, thì các bạn là một cái người cực kỳ là giàu tình cảm. Đây có lá của song ngư rồi. Cực kỳ giàu tình cảm, yêu thương. Và mình thấy nhá, sắp tới đây bạn sẽ có rất là nhiều cái sự vui vẻ ở trong chuyện tình cảm. Sẽ có một ai đó đến và trao cho bạn tình cảm. Cái người này đến đó là bởi vì bạn đã gọi họ bằng năng lượng của bạn, bằng cái sự cầu nguyện của bạn. Họ đến trong cuộc sống của các bạn bởi vì bạn đã học được cái bài học về tình yêu thương bản thân. Trời ơi, mình nói cái bài học này, rồi cái câu nói này nó nhiều đến nỗi mà mình nó quá là nhiều luôn ý. Tại vì đây là một cái tinh thần chủ đạo rồi, chủ yếu rồi. Có thể là khi mà bạn đi đâu đó, bạn sẽ gặp cái người này sớm thôi, cực kỳ sớm thôi. Người này cũng có thể là cái người mà bạn gặp ở trong công việc, gặp ở trong công việc nữa. Hoặc là trong công việc mọi người gán ghép bạn với một đồng nghiệp nào đấy. Nói chung là cảm xúc nó sẽ rất là kỳ lạ, nó sẽ rất là vui, nhưng mà có một cái gì đấy không thích lắm. Tức là có thể người này khác so với những gì mà bạn mong chờ, hoặc là người này quá hoàn hảo. Người này quá hoàn hảo cho nên là bạn cảm thấy e sợ và e dè. Và khi mà người này đến trao tình cảm cho bạn, mình thấy là bạn sẽ không chấp nhận ngay đâu. Cho nên là ở đây mới có một cái lá bài, đó là hãy cho cái mối quan hệ này một cơ hội. Cái người này là người như thế nào? Người này là một cái người cực kỳ là cái người của gia đình đấy. Và rất có thể bạn sẽ gặp họ ở trong công việc. Khi mà bạn đi làm một cái việc đó, việc gì đó, hoặc là bạn chú tâm vào một cái công việc gì đó, bạn không để ý đến cái thế giới xung quanh, thì bạn gặp người này. Người này thực sự là họ có những cái đặc điểm mà bạn không thể ngờ được. Tức là có thể là họ quá là tốt đi, họ quá là đẹp đi, họ quá là ưu việt đi, cho nên là bạn hơi sợ hãi. Và thật ra thì bạn có tình cảm với họ, nhưng mà bạn không dám tiến đến.
Mặc dù là bạn bạn biết giá trị bản thân bạn, nhưng mà bạn sợ cái người này, có thể là bởi vì một vài những cái suy nghĩ cản trở từ quá khứ chẳng hạn. Ok, đối với những bạn có đôi có cặp thì sao? Thì mình thấy các bạn cũng có thể sẽ có rất là nhiều cái khoảng thời gian ngọt ngào, những cái chuyến đi với nhau. Và có thể đối với một số bạn thì có thể là sẽ dẫn nhau về ra mắt gia đình bên kia chẳng hạn, và bạn sẽ tạo được cái ấn tượng rất là tốt với nhà của đối phương. Ok, song ngư thì cũng rất là suôn sẻ trong cái tháng này. Và đây khuyến khích bạn đó là hãy, cho dù ở trường hợp đi nào đi chăng nữa ấy, khuyến khích bạn đó là hãy thể hiện cái tình yêu thương, thể hiện nhiều hơn, và đặc biệt là đừng kẻ có e dè cái gì cả. Bây giờ mình sẽ rút thêm lời khuyên cho những bạn song ngư mà có ai đó tiến đến nhưng mà lại chưa dám trao tình cảm hay là chưa dám chấp nhận cái người này. Những lá bài này cũng khuyên bạn đó là hãy bắt đầu từ bây giờ, ý là hãy chuẩn bị tinh thần đi cho những cái điều mà nó rất là bất ngờ sẽ đến với cái cuộc sống của các bạn đó. À, và hãy lắng nghe cái trực giác của bản thân, xem trực giác của bạn mách bảo bạn cái điều gì, xem cái người này có thực sự là xứng đáng với bạn không, hay là có thực sự là người tốt hay không. Hãy lắng nghe cái trực giác, nó sẽ mách bảo cho bạn là đúng hay sai đấy. Ok, chúng ta đến với cự giải. Xin chào các bạn. Cự giải đến với dự đoán tháng 1 dành cho các bạn, đây là trái bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Đầu tiên thì cái sự kiện đáng chú ý trong tháng 1 dành cho cự giải đó là các bạn cần phải chú ý đến việc tiền bạc tài chính của các bạn. Bởi vì rất có thể khi mà bạn nhận được một, có thể bạn nhận được một cái lời mời nào đó, hợp tác để bắt đầu một cái dự án nào đó ấy, từ một người đàn ông ấy, cẩn thận sẽ bị người này lừa. Bạn sẽ phải mất một số tiền đấy, cho nên là hãy chú ý nha. Chú ý nha. Ok, chúng ta bắt đầu với công việc của cự giải. Mình thấy tháng này của bạn ôm đồm rất là nhiều việc, rất là mệt mỏi. Bạn giống như cái người với cái lá 10 gậy ở đây, bạn gục vào một cái đống gậy, vào cái đống đông công việc của bạn. Và bên cạnh đó thì bạn còn phải chiến đấu, đấu tranh với rất là nhiều vấn đề trong công việc. Đó có thể là mâu thuẫn với đồng nghiệp, đó có thể là mâu thuẫn trong chính bản thân các bạn. Và lời khuyên chỉ có thể là hãy kiên nhẫn, và hãy chờ này. Hãy kiên nhẫn, hãy chờ cho cái tình huống này nó được giải phóng, những cái gánh nặng, những cái đầu công việc của bạn nó được giải quyết từ từ. Mình thấy là nếu như mà bạn làm nhóm ấy, rất là dễ cãi nhau, rất là dễ có những cái xung đột không đáng có, cho nên cực kỳ là chú ý nha. Và nếu như có thể hãy chia sẻ cái công việc này cho mọi người, hay là chia sẻ, nói chung là có thể là nói ra những cái mà bạn cảm thấy mệt mỏi với mọi người xung quanh, nó sẽ giúp bạn giải tỏa những cái vấn đề về tinh thần, giúp bạn trút bỏ được những cái gánh nặng. Đôi khi thì những thứ mà bạn nhìn thấy nó sẽ không giống như những gì mà bạn nghĩ đâu. Cho nên là hãy chú ý đến những cái vỏ bọc, những cái ảo ảnh. Ngay từ đầu mình đã nói cái sự kiện mà bạn cần chú ý đấy. Đấy là có thể bạn sẽ nhận được một lời mời, hay là kiểu như là một ai đó nhờ bạn giúp một cái điều gì đó ấy. Hãy chú ý, bởi vì có thể người khi mà họ nhờ bạn ấy thì họ rất là ngon ngọt, nhưng mà bạn có thể sẽ mất một số tiền với họ đấy. Ok, đó là về về công việc. Về tình cảm thì mình thấy ở đây đối với một số cự giải có thể dính đến một mối quan hệ ba người. Mối quan hệ ba người, đối phương hoặc bạn đã có gia đình, hoặc cả hai đã có gia đình rồi. Và nó đây là một cái mối quan hệ độc hại và nó không đi đến đâu cả, cho nên là nó chỉ khiến cho bạn càng càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, càng ngày càng cảm thấy không bình yên. Và mình biết là bạn muốn dứt ra lắm nhưng mà bạn không làm được.
Và bạn biết không, nếu như bạn cứ tiếp tục kéo dài cái tình trạng ở thời điểm hiện tại, đó là dây vào mối quan hệ ba người hay là liên quan đến người có gia đình ấy, thì nó chỉ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi hơn thôi, và nó sẽ khiến cho gia đình của mỗi người đều tổn thương. Cho nên ở cái thời điểm bạn có thể bạn cho cái người này là true love của bạn, là tình yêu đích thực của bạn, là như thế này như thế kia các kiểu, hay là twin flame hay là soulmate này đó, để bạn dựa vào, bạn cố gắng, bạn không buông bỏ cái người này, nhưng mà bạn sẽ không trụ được lâu nữa đâu. Cho nên hãy buông bỏ cái người này đi. Hãy tự cầm cái cây kiếm để cắt bỏ những cái xiềng xích đi. Và một điều nữa, đó là đối với những bạn độc thân thì có thể là các bạn sẽ tập trung rất là nhiều vào công việc và tiền bạc tài chính của các bạn nhiều hơn, để bạn khỏa lấp đi những cái tổn thương cũ trong quá khứ. Thì ở đây có một lời khuyên dành cho bạn, đó là hãy tìm hiểu xem cái gốc rễ thực sự của sự tổn thương của bạn là gì và chữa lành nó, thay vì lao đầu vào công việc hay là tìm một cái gì đó để khỏa lấp đi. Nó sẽ không thể nào giúp bạn lành lặn hẳn được đâu. Hãy chú ý đến những cái điều nhỏ nhặt, và những cái điều nhỏ nhặt nó sẽ có sức mạnh rất là lớn. Ok, hãy cố lên nhé các bạn cự giải. Vậy thì với những cái cặp đôi yêu nhau thì sao? Đối với những cặp đôi yêu nhau thì mình thấy là các bạn sẽ rất là ngọt ngào với nhau, sẽ có những cái giây phút cực kỳ là ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc. Có rất là nhiều luồng câu chuyện ở đây. Đặc biệt đó là đối với những cái bạn nào mà dính vào mối quan hệ ba người á, nó không đem lại bạn bình yên mà nó chả đi đến đâu đâu. Cho nên là hãy buông bỏ nó đi, bởi vì mình thấy là bạn quá mệt rồi. Nếu như bạn không chịu buông bỏ, bạn cố chấp ấy, thì cái khoảng thời gian tháng 1 ấy, nó cực kỳ là mệt mỏi đấy. Ok, cảm ơn các bạn cự giải. Chúng ta đến với bọ cạp. Xin chào các bạn, bọ cạp đến với dự đoán tháng 1 dành cho các bạn. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Sự kiện đáng chú ý trong tháng 1 của bọ cạp đó là có thể bạn sẽ nhận được một cái tin tức nào đó liên quan đến tiền bạc tài chính cá nhân của các bạn. Có thể đến từ một người đàn ông lớn tuổi, một người trong gia đình. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với công việc. Công việc của bọ cạp thì mình thấy là cái tháng này sẽ có những cái buổi tiệc tùng, những cái buổi ăn chơi gì đấy, buổi tụ họp gì đấy liên quan ở ở trong công việc của các bạn, có thể là tiệc cuối năm chẳng hạn. Và bạn sẽ làm việc, có thể là cuối năm rồi, cho nên là các bạn làm việc rất là chăm chỉ để hoàn thành được các cái chỉ tiêu, các cái sổ sách, rồi những cái điều mà bạn mong muốn. Thì mình thấy là đối với một số bạn khác ấy, thì các bạn bên cạnh cái việc làm chăm chỉ thì các bạn có một cái suy nghĩ khác, phân vân khác. Có thể bạn muốn đổi việc, muốn nhảy việc bởi cái công việc hiện tại nó khá là gò bó các bạn. Và nó đôi khi là nó không đem đến cho bạn cái sự vui vẻ. Thì bạn rất là muốn rời đi rồi. Bạn đang phân vân giữa việc ở lại hoặc rời đi khỏi một công việc. Nhưng mà ở đây có lời khuyên dành cho bạn, đó là hãy chờ cái tương lai gần ấy, sẽ có một vài cái sự kiện nào đó diễn ra, và khi mà nó diễn ra ấy, nó sẽ giúp bạn nhìn rõ được vấn đề hơn, và đừng đưa ra quyết định ở cái thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại thì hãy tìm cho mình cái sự bình yên và tập trung cho cái công việc ở thời điểm hiện tại, công việc chính của bạn đã. Ok, bởi vì bây giờ cũng là cái khoảng thời gian cuối năm âm mà. Cuối năm âm rồi, cho nên là nó rất là kiểu như là nhiều công việc, cho nên nó có thể nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Ok. Và hãy vui tươi lên, hãy vui vẻ lên, hãy thả lỏng đi. Mình thấy là bạn hơi bị căng thẳng quá. Đợi mình một chút, mình xem. Thật ra thì mình thấy là có thể bạn sẽ đổi được công việc, nhưng mà không phải là ở thời điểm hiện tại đâu, mà có thể là
là qua tháng 1 cơ, hay là cái tiếp theo, cái sự kiện tiếp theo nó sẽ thúc đẩy bạn. Còn về mặt tình cảm thì sao? Về mặt tình cảm thì mình thấy là có thể các bạn ở thời điểm hiện tại rất là ổn với việc một mình, ổn với công việc. Bạn tập trung rất là nhiều cho công việc, tài chính và không để ý lắm đến những cái đối tượng xung quanh. Bởi vì có thể là cái khoảng thời gian vừa rồi bạn đã trải qua những cái sự mệt mỏi trong trong chuyện tình cảm, và bây giờ bạn chỉ muốn yên bình một mình, tận hưởng cuộc sống độc thân mà thôi. Thì mình thấy là sắp tới có thể người cũ hoặc là một ai đó trong quá khứ sẽ quay trở về tìm bạn. Cho nên là khi đó thì bạn lại rơi vào cái trạng thái là hơi bị bế tắc, hơi bị khó chịu. Vì không biết cái người này quay trở về để làm gì, để có mục đích gì với bạn. Mình cũng không rõ là họ quay về với mục đích gì, bởi vì mình thấy ở đây là họ cũng không rõ ràng với cái mong muốn thực sự khi mà họ quay về với bạn. Cho nên là ở đây mình thấy có thể bạn sẽ chọn cái việc giải phóng bản thân ra khỏi cái vòng lặp cũ. Bạn sẽ không chấp nhận người này nữa. Đối với những bạn có đôi có cặp thì sao? Với những bạn có đôi có cặp thì mình thấy là cái khoảng thời gian vừa rồi là cũng rất là khó khăn với các bạn. Thời điểm tiếp theo thì mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách bình bình ổn ổn thôi. Giống như là việc của ai người ấy làm á. Ở đây thiếu đi cái cảm xúc, cái tình cảm. Nó thiếu đi cái sự đam mê giữa hai người. Đấy là đối với những ai mà đang đang trong mối quan hệ nha. Lời khuyên dành cho những cái bạn là độc thân trước nha. Lời khuyên dành cho bạn, những cái bạn độc thân, đó là nếu như nhá, các bạn nhìn, nếu như các bạn linh cảm, các bạn trực giác của bạn mách bảo rằng là cái người kia quay trở về với cái ý đồ không tốt ý, hãy tin vào cái trực giác đó, bởi vì cái trực giác đó của bạn ấy nó mách bảo đúng đấy. Còn đối với những ai có đôi có cặp thì sao? Hãy chậm lại. Hai người thay vì cái việc đấy là cãi vã hay là làm mọi thứ để thúc đẩy cái câu chuyện của hai người diễn ra nhanh hơn, thì hãy chậm lại, cho nhau những cái khoảng khoảng lặng đi. Mình thấy ở đây thì nó thiếu đi cái tình cảm. Có thể các bạn đang rơi vào cái trạng thái gọi là hơi bị chán nhau rồi. Hãy dành cái thời gian khoảng lặng dành cho nhau và các bạn sẽ giải quyết được thôi. Ok, đó là bọ cạp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.